Qua nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ, ý kiến của các đại diện địa phương, các nhà khoa học và sau thảo luận đã loại trừ các nguyên nhân có thể xác định được đã có thể gây ra, thì các nhà khoa học, các cơ quan quản lý thống nhất nhận định sơ bộ như sau. Một là có hai nhóm nguyên nhân chính có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Thứ nhất, do tác động của các độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển. Thứ hai, do hiện tượng dị thường của thiên nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà nhiều nước trên thế giới thường gọi là hiện tượng thủy triều đỏ. Thứ hai, đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra, thu thập chứng cứ, chưa có bằng chứng để kết luận về mối liên hệ liên quan của Formosa và các nhà máy vùng ấm đến vấn đề cá chết hàng loạt. Qua số liệu quan trắc và đánh giá của các cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các cơ quan môi trường thì chưa phát hiện các thông số môi trường mà vượt quy chuẩn quy định. Để xác định rõ các nguyên nhân cụ thể về hiện tượng cá chết hàng loạt và có các giải pháp ứng phó về lâu dài với các thảm họa tương tự thì cần tổ chức nghiên cứu tập trung vào hai nhóm nguyên nhân nói đây.